Anh nói lúc xưa là anh yêu con trai nhưng mà ba mẹ ép có vợ. Chứ thật sự theo em kể chỉ là anh này là con trai, không phải gay. Nhưng mà anh có một đêm làm vợ em luôn rồi. Dạ em tên là Đạt, hiện tại em đang ở Bình Dương. Năm nay em 21 tuổi, hiện tại thì em đang làm kinh doanh bất động sản. Em ở với ai ha Đạt? Dạ em ở với mẹ anh ạ. Đạt phát hiện giới tính của mình mới đây hay là từ khi mình còn bé rồi? Từ lúc xưa thì em toàn là thích chơi với con gái nè, thích chơi búp bê, nhảy dây này kia không à. Chứ không có nghĩ là mình thuộc giới tính thứ ba, lúc xưa mình không nhận thức được. Đến khi 15 tuổi thì gia đình là không như ý mình muốn á, thì em cũng nghỉ học sớm. Em lo em trang trải cùng mẹ để em lo cho mẹ kiếm tiền á. Và 15 tuổi thì em có làm chung với một cái bạn đó, thì em nhận thức được là em cái bạn đó, bạn nam. À, dạ. Em thích bằng nó. Dạ, không biết là mình yêu, chỉ là thích thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì mình cảm nhận được là mình yêu con trai. Lúc mà đi làm chung thì em cũng mua đồ này kia, mua bánh, mua nước cho anh uống. Nhưng mà anh chỉ nghĩ là anh em thôi. Nhưng mà tình cảm tự nhiên nó dần dần nó nên thương anh nhiều hơn. Nhưng mà vẫn biết là anh đang có vợ và có con. À là có vợ con rồi. Dạ, nhưng mà mình ý là mình không có tranh giành, tranh giật gì hết. Nhưng mà kiểu như là mình thích thì mình yêu không thích có... yêu, thích quan tâm lo lắng cho anh đó. Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà anh đang biết không? Anh biết em yêu anh không? Dạ biết chứ ạ. À. Có những người xung quanh cũng biết nữa, cũng có chọc này nọ. Nhưng mà chọc thì lúc đó kiểu như mình còn bé á, nhiều khi mình cũng quê á. Rồi sau một thời gian thì anh tránh né từ từ thì em cũng nghĩ đó luôn, em không làm nữa. Rồi em không có tình cảm với bạn gái, nhưng mà có bạn gái nào có tình cảm với Đạt không? Dạ có ạ. Có rất là nhiều bạn gái có tình cảm với em. Cũng có thích một bạn nữ thì cũng lo lắng cho bạn này kia, nhưng mà rồi thì cũng thôi. Nó không có như ý mình mong muốn á. Dạ, tại vì bản thân mình đã thích con trai rồi, giờ mình gồng lên yêu con gái cũng gồng không được. Có bao giờ thử nắm tay hay là mình hôn nhau chưa Đạt? Dạ chưa, chưa hôn bạn gái lần nào. Toàn là hôn với trai thôi. Toàn là hôn với trai thôi. Nụ hôn mà hôn với trai là lúc đó mấy tuổi? Dạ, lúc đó khoảng 17 tuổi chị. Là mối tình đầu của cưng hả? Dạ, mối tình đầu tiên. Thì bạn đó là con trai hay là gay luôn? Dạ, bạn đó là gay ạ. Dạ, thì nói chung là em gặp toàn là lừa tình với lừa tiền thôi mà chứ không có hôn. Mà sao quen được bạn đó? Đi em quen bạn đó trên trang mạng xã hội chị. À. Dạ, thì cũng mới gặp nhau và chưa được một tuần nữa. Thì bạn ấy có mượn tiền em. Nhưng mà... Mượn nhiều không em? Dạ, tầm 3-4 triệu rồi đó anh. Thì em muốn thử lòng bạn ấy coi bạn ấy như thế nào á. Thì em nói là em không có, em đang phải chi trả nhiều lắm. Bắt đầu bơ em dần. Một tuần sau rủ em đi Vũng Tàu chơi. Lúc đó kiểu như mơ trai quá trời luôn, rủ đi cũng đi. Xong rồi xin nghỉ 2 ngày để đi với bạn ấy. Đi thì toàn bộ chi phí đi ăn uống khách sạn thì em lo hết. Nhưng mà kiểu như không ăn nhau được. Sao vậy? Sao vậy em? Dạ không đi qua đêm chị. Đi trong ngày về. À là sáng đi chiều về hả? Dạ đúng rồi. Nhưng thật sự Đạt có muốn ăn bạn đấy không? Dạ lúc đó là chưa có cảm giác để ăn bạn đó luôn. Kiểu yêu thôi, chưa kịp ăn. Chưa kịp ăn hay là chưa muốn ăn? Không, chưa kịp ăn chứ muốn ăn lắm. Chưa kịp ăn chứ muốn ăn lắm. Đi khách sạn là muốn ăn. Nhưng mà bạn ấy thì cái kiểu như là sao á, đi ra tắm biển nắm tay cũng không cho luôn chị. Mà bạn đó là con trai hay là cái gì? Gay chị. Ủa gay sao khó vậy? Thì cái kiểu như lừa á chị. Ban đầu là bạn ấy chưa có tình cảm với Đạt. Bạn ấy chỉ muốn lợi dụng cái gì đó ở Đạt thôi. Thậm ra mới không cho ăn. Nếu như có tình cảm là cho em ăn rồi. Dạ. Đi ra tắm biển thì nắm tay cũng không cho, nói ngại này kia, đụng tới không cho. Cái anh như là hai thằng con trai thường là đi tắm chung cũng cho đụng nhau luôn này, không cho đụng luôn. Đi trên xe đi về cũng không cho đụng luôn, không cho nắm tay luôn. Rồi từ lúc đó là xa nhau luôn. Bạn còn lợi dụng cái gì nữa không Đạt? Bạn ấy đi sinh nhật với một người bạn làm chung. Thì có nhờ em mua quà giùm thì em cũng mua quà giùm cho bạn ấy. Toàn là sao đi sinh nhật mà nhờ mua quà giùm là sao trời? Nhưng mà rồi có trả tiền là có trả tiền chứ? Dạ không ạ. Vậy là rõ ràng lợi dụng đó. Dạ. Lợi dụng mà. Cái đấy đâu có tính là mối tình đâu ta. Nó chẳng có tình gì luôn á. Dạ tại vì cứ như là lần đầu tiên mình thích trai á nên nó chênh vênh lắm, nó không ra cái gì hết. Chưa ăn nhau là chưa gọi là mối tình đúng không anh? Cái đó là tình yêu. Chưa có tình cảm thì gọi là chưa gọi là mối tình. Chứ là em cũng chưa có cái gì mà quá trình hay kỷ niệm. Đối với bạn đó thì không phải mối tình, nhưng mà đối với em là mối tình tại em thương bạn ấy á. Giờ mối tình thứ hai của em như thế nào? Mối tình thứ hai thì một anh có vợ rồi. Cũng nhắn tin qua lại rất là lâu rồi, một năm mấy hai năm rồi. Anh nói lúc xưa là anh yêu con trai nhưng mà ba mẹ ép có vợ. Quê nấy thì ở Cần Thơ, ép có vợ xong rồi mai mối á. Cũng như là cưới về ở chung một tháng hai tháng rồi không có ngủ, cũng như ngủ chung mà không ôm nhau á chị. Lúc mà say xỉn rồi cái một tình một đêm xong rồi có con ra rồi bắt đầu thương dần dần, nhưng mà vẫn thích con trai hơn. Sau một cái buổi đó em đi làm về, em ra một cái gần cái chỗ nghĩa trang liệt sĩ ở Bình Dương á, em ra đó em tập lái xe. Thì bạn ấy biết em ra đó thì bạn ấy chạy ra gặp em nói chuyện mới hai phát ôm nhau cứ ngắt luôn, chạy ra ôm em cứ ngắt luôn. Lúc đó em bị tan chảy á.
Vậy là buổi hẹn đầu tiên là ở Nghĩa Trang hả? Dạ, cứ gọi giống như công viên anh, nhưng mà ở đó, dạ, chứ không phải là ở Nghĩa Trang. Tại em nói hẹn ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ anh bảo. Tại vì ở đó khắc tên là Nghĩa Trang Liệt Sĩ, nhưng mà thật ra là cái đó là cứ giống như công viên ấy. Có hung luôn nha, lần đầu tiên hung luôn. Là hút ngoài đường đúng không hả? Dạ, hung ngoài đường luôn. Nhưng mà tối tối tăm mịt mù không em? Hay là dạ, sáng? Dạ sáng, lúc đó cũng khoảng 5 giờ rưỡi. Thì người ta chạy ngang chắc là sẽ có người nhìn. Rồi mới hẹn nhau tối 8 giờ quay lại đó tiếp tục. Và lúc đó trời mưa kinh khủng luôn, tầm tã luôn. Xong rồi mua 5 lon bia, ra đó uống xong rồi hung nhau tại chỗ. Nhưng rồi... mà em ơi, khi mà em biết người ta có gia đình á, em làm như vậy em có cảm thấy hơi tội lỗi chút xíu nào? Dạ có anh, lúc đầu thì có. Nhưng mà kiểu như anh làm quá. Dạ anh làm như vậy thì cảm xúc nó không có. Dạ là bà quá, chứ là bằng này là chưa bao giờ được ai như vậy mà gặp lần tiếp mà đè hôn. Với lại như vậy anh, rồi anh này quá đẹp trai và quá ngọt ngào. Dạ đúng gu mình luôn, nên là không kiềm chế được thì cũng không thể là kiểm soát được cảm xúc, đúng không? Dạ bị mù quáng. Có một lúc ghen ngược lại luôn, em cảm thấy em hơi bị vô lý luôn. Tại vì yêu quá. Thì lúc quen tầm 1 tháng thì anh ấy có về quê để thăm vợ thăm con. Xong rồi lên cái bắt đầu em ghen ngược lại, em hỏi là tối về rồi ngủ ở đâu, có ngủ chung không, rồi có ăn nhau không. Thì đó, thì cũng nói là có ngủ chung, lâu lâu về là cũng phải có chứ sao không có. Bắt đầu cái là máu nổi điên lên, kiểu như không nói chuyện lại tới ghen lên. Kiểu như vậy đó, mà bị vô lý, người ta có vợ rồi mà hưng người ta mà còn ghen ngược lại. Nhưng em là người đứng sau đó, ghen ngược em lại. Ghen ngược lại đó, em quá trời quá đất. Rồi sau đấy anh ấy giải quyết cho cái cảm xúc của em như thế nào? Anh mới bắt đầu nắm tay em, anh nói thì chuyện đó phải xảy ra thôi, nhưng mà anh yêu là anh yêu em nhiều hơn. Vậy đó, chuyện sâu xa. Người đàn ông nào cũng sẽ nói câu nói đó, anh yêu em nhiều hơn, nhưng mà đó là trách nhiệm của anh. Em nghĩ nhiều khi anh ấy nói thật làm sao? Nếu như anh đó là gay, yeah, thì ok, anh đó sẽ thương em nhiều hơn, tại vì vợ con là trách nhiệm. Dạ yeah. Còn nếu anh đó là con trai gặt thì không hề có nha. Rồi tình yêu này kéo dài lâu không? Kéo dài được tầm 3 tháng chị. Anh biết trời. Thấy không? Đêm cuối gặp nhau thì anh ấy có hỏi nếu như anh bị quê thì em có buồn không? Cái em cười, em mắc cười và anh hỏi gì sao em trả lời được. Thì chắc chắn là sẽ có buồn rồi. Thì anh nói chung là vừa nói xong là qua ngày sau là về luôn. Không một câu nào lời chào hết. Ngỡ ngàng lắm, hoang mang luôn. Và khóc mấy đêm trời luôn. Chụp hình với mà, nhau. Mà đang thương em quá trời mà sao về quê mà không có liên tiếp gì. Anh nói là về quê ba mẹ bắt về quê để làm cái gì ở dưới quê á, không có lập nghiệp trên này nữa. Em cũng nghĩ là chắc yêu không nhiều đâu. Em nghĩ vậy đó. Nếu là gay đã yêu em rồi mà nói là không yêu vợ bằng yêu em, mà vì gia đình kêu về mà không liên tiếp mà bỏ em đi về, thì rõ ràng là cũng không có yêu em nhiều. Dạ. Rồi sau đấy em có biết tin tức gì của anh đấy nữa? Dạ còn, hiện tại thì cũng đang nói chuyện qua lại. Em không có nhắn tin hỏi ảnh, nhưng mà lâu lâu anh cũng có nhắn tin hỏi thăm em là em như thế nào rồi. Là anh ấy về quê thật và về ở lại với vợ con của anh? Dạ đúng rồi, hiện tại thì mới sinh ra một bé nữa. Hiện tại thì mới sinh ra một bé nữa. Lúc mà về quê thì... Sinh một bé nữa. Nếu như là... Trời ơi, hại não quá. Nếu như anh đó là gay thì cái vấn đề có con nó cũng khó đó. À. Chắc anh này là con trai thôi, nhưng mà anh này nói em vậy thôi. Chứ thật sự theo em kể chỉ là anh này là con trai, không phải gay. Nhưng mà chắc em nghĩ là anh này chắc cũng có thích con trai chút á. Em nghĩ cái anh này kiểu bisexual. Bisexual, nếu đúng là rồi. Trai không đúng thì làm rồi. Sao mà có thể quan hệ với bisexual, đúng là bây giờ là bisexual là cũng nghiêng về gái nhiều hơn. Nhưng mà anh có một đêm làm vợ em luôn rồi. Hơi bị khó hiểu. Em thấy đôi giới khó hiểu chị, quan trọng là cái cảm xúc của anh đó như thế nào đối với Đạt thôi. Thì có lúc muốn làm cái này làm cái kia. Dạ. Thì em thấy nhiều người ta làm thấp á, thì người ta quan trọng về cái vấn đề đó, phải không bắt buộc phải nằm dưới, phải bắt buộc phải nằm trên vậy đó. Nhưng mà anh này anh dễ lắm, em bị còn cái là anh cho. Thì anh nghĩ là kiểu anh em muốn thử cảm giác mới á, kiểu như là thử với em tất cả các cảm giác mới, sau đấy là thấy ok thử rồi thì lại về với vợ con. Anh nghĩ vậy, cá nhân anh nghĩ vậy. Em cũng hiểu anh này như thế nào. Em yêu ai là nói chung là em quan trọng vấn đề tình cảm lắm, em rất là chung thủy. Thậm chí với quen nhau 3 tháng nào mà hình chụp chum nè, rồi in ra. Cũng có lẽ là nhiều khi gia đình ở dưới muốn là có thêm một đứa nữa, thì anh ấy cho dù là gay anh ấy cũng phải chiều gia đình đó. Còn không là nhiều khi anh là con trai mà anh thích nhiều cảm giác. Thích thử. Dạ. Đó, thích thử nhiều cảm giác. Em nghĩ là vậy. Rồi sau anh đó thì em quen người mới chứ hả? Dạ, cách khoảng 1 năm thì em mới quen một người mới. Có tình gần đây nhất của em, chia tay cách đây khoảng 4 tháng rồi. Là quen nhau được bao lâu hả Đạt?
Dạ em quen tầm mấy tháng anh, không khi nào không có mối tình nào mà hơn một năm hết, nó trên bên lắm. Anh này quen được em được 5 tháng. Mà anh này là cái gì, con trai hay là gay? Em không biết con trai hay gay nữa, nhưng mà có quen nhưng em quen mình yêu thì mình phải xác định cái giới tính của người yêu mình là cái gì, phải xác định chắc chắn là như vậy. Dạ. Thì mình mới dễ mà mình cư xử được. Anh này là gay, nhưng mà trước đó thì có quen một cái người lớn tuổi, và cái người lớn tuổi đó có hẹn gặp em ra để nói chuyện về cái người này á. Thì ra kể với em là ông này ổng lừa bà kia tiền này kia, mối quan hệ á, cũng như là lái máy bay á chị. Em cũng không tin và em từ từ điều tra ra thì đó đúng là... phải vậy không? Dạ đúng rồi. Và cũng có nhiều người nhắn tin với em yêu anh này á, là phải cẩn thận, coi chừng anh lợi dụng, tại anh lợi dụng rất là nhiều người rồi. Thì em cũng lo lắng, tại vì thiếu mà một người nhắn tin cho em á, thì em sợ là cũng như người ta ghen tị á, thì người ta nhắn tin người ta phá với tình cảm của mình. Mà này 3-4 người nhắn tin thì em cũng hơi bị lo sợ, rồi em mới tìm hiểu và đó là sự thật. Vậy em cũng chấp nhận em yêu luôn chứ em không từ bỏ, vậy em cũng như là em không quan tâm đến quá khứ của anh á. Mà làm sao em có thể tìm hiểu ra được? Dạ thì em hỏi anh, em hỏi Là anh ấy nhận. Dạ đúng rồi ạ. Anh ấy nhận mà em vẫn tiếp tục quen tiếp. Dạ thì em nói là em không quan tâm đến quá khứ. Hiện tại là anh, nói chung là anh có chịu thay đổi hay không thôi. Khi mà quen được 2 tháng rồi em kêu về ở chung với em, thì về ở chung rồi có một đêm là người ta lại đòi nợ luôn. Nhiều không em? Dạ có 1-2 triệu anh. Ít rồi. Nên là em cũng bị tụt cảm xúc. Lúc đầu thì yêu 100%, nhưng mà nó bị tụt xuống là còn có 90% thôi à. Dạ nó không yêu, không yêu nhiều. Tụt có 10% mà. Sao em tụt ít vậy đã? Em tụt ít quá chị, tại... chắc chị tụt 50%. Em yêu quá ha. Em dạ yêu tại nhiều em yêu cái... nhiều á. Ở đây quá yêu. Rất nhiều. Là nặng tình nha. Hơi bị nặng tình và bị lưỡi. Người nặng tình nha. Dạ. Thì lúc mà anh về quê á, em khóc rất là nhiều luôn. Thậm chí mẹ em cũng khóc. Rồi em có trả tiền cho bạn em không? Dạ có, mẹ em là người đứng ra trả. Rồi. Là em come out với mẹ em biết hai người quen nhau luôn. Dạ, yeah, đúng rồi ạ. Lúc mà em đang bị ốm ấy, em nói là chắc em nói ra là mẹ em không ra em, tại em đang bị ốm mà. Em nói là em có người yêu rồi. Mẹ em hỏi là con nhỏ đó ở đâu, em nói là Thành chứ không phải con nhỏ. Mẹ em mới chửi mày bị khùng hả? Em nghĩ là mẹ em đã biết 80% rồi, nhưng mà mẹ em không nói ra. Thì em nói ra thì cũng không có gì là quá khó chịu với em. Chấp nhận luôn ngày hôm đó luôn. Nói chung là ông có tình cuối này, ông ngọt lắm. Ông ngọt kinh khủng luôn. Bởi mẹ em từ trước giờ là không cho ai ở chung đâu, kể cả chị ruột còn khó mà ở chung, mà đây cho người này ở chung. Ông ngọt vậy lắm. Là mẹ em thương cái anh này hả? Dạ đúng rồi. À, chị thương ơi, con ruột luôn. Cái gu của Đạt là thích ngọt, chị để ý không, từ người đầu tiên xong rồi người tiếp theo đến người này. Dạ, dạ. Ai mà ngọt quá là em bị tan chảy. Ngọt chứ ôm hung rồi. Đúng rồi đó. Là dính sờ nẹo luôn, dính liền. Dạ đúng rồi. Khi mà anh về quê á thì anh nói là anh lo cho ba mẹ của anh dưới. Anh cứ hỏi em một câu là em có chờ anh được không? 1-2 năm gì đó. Em nói ok em vẫn chờ được. 1-2 năm không quan trọng. Quan trọng là anh có lập trường của mình không? Anh đủ chín chắn để anh giữ cái tình cảm này không? Về quê xong rồi không nhắn tin với em. Xa làn, xa dần ra. 1-3 ngày thì mới nhắn tin một lần. Thì em mới cảm giác là hình như là có vấn đề gì đó. Thì em có mật khẩu phay của anh này. Em vào thì em thấy nhắn tin đang làm vợ người ta. Là chồng em làm vợ mình. Là cái lý do đi về quê là để giống như là để chia tay á, để quen người khác. Đó, mà kêu bạn này là chờ đợi. Phát hiện đi khách sạn về rồi còn nhắn tin hỏi nhau những câu đó luôn. Nhạy cảm đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em mới phát hiện là đã làm vợ người ta rồi, em mới chụp màn hình nó lại. Qua một tuần sau, anh ấy lại nói em là tại sao em ít nhắn tin với anh á, anh không nhắn rồi mà em không nhắn nữa. Cái em mới gửi cái màn hình đó qua. Thì anh mới nói là tại không có em anh mới như vậy đó. Em cũng đớ luôn, rồi lúc đó là chia tay ngay ngày hôm đó. Rồi có bao giờ bị mất niềm tin vào tình yêu không Đạt? Lúc mà chia tay ấy, thì em nghĩ là em sẽ không yêu nữa. Nhưng mà khi mà gặp đúng cô cái là yêu nữa. Em cũng không nghĩ là sao luôn đó. Em chia tay một người hồi đó thì em nói là cái tình cảm này nó tuyệt vời quá mà lại chia tay. Thì em nghĩ là không, sẽ không có tình cảm nào nữa đâu. Em nghĩ là vậy. Lúc đó nào cũng vậy á. Dạ. Mình đang yêu cái mối tình nào mình nghĩ là mối tình là trên hết rồi. Dạ. Không bao giờ tìm được là cái người mà hơn cái người hiện tại mình đang yêu. Dạ. Nhưng mà thật sự ra chưa chắc, ở ngoài còn rất nhiều người hơn. Chị nghĩ vậy mấy chục lần rồi đấy em. Không, đương nhiên, tại vì lúc tại vì khi mình yêu, lúc nào mình cũng xem cái tình yêu đó là vĩ đại nhất và người đó thương mình nhất, mình cứ sợ mình mất. Nhưng thực chất nhiều khi mình ra ngoài còn có nhiều tình yêu hơn mình còn hơn vậy nữa. Thật ra không, chẳng có người nào là duy nhất đâu. Đúng rồi. Em chia tay không thì em cứ nghĩ vậy đó. Tới chừng 1-2 tháng sau gặp đúng luôn cái là hả, bắt chợt yêu luôn trong ngày đó. em rất là yêu nhanh luôn, 1-2 ngày là yêu liền luôn. Thích yêu vội vàng đó, vội vàng rồi kết thúc cũng vội vàng là sẽ kết thúc vội vàng đó cưng. Dạ. Tại vì cái gu em là thích trai đẹp. Đẹp quá là thích.
Thật ra gu em là ai cũng vậy. Ai nhìn đẹp em không thích người đẹp cơ. Em cao cao ốm ốm. Nhưng mà đẹp là phải tính tình sao? Chứ nếu đẹp mà tính không đẹp thì cũng chán lắm. Em thích người mà trầm tính xíu chị. Rồi có bao giờ thấy mất niềm tin và tình yêu quá xong mình không thèm yêu nữa nhá? Mình chỉ có tình một đêm, mình gặp người nào mình chỉ cần qua đêm với họ và mình không cần yêu không? Em đã hành động luôn rồi anh. Dạ đúng rồi. Em gặp cái người đó em thích quá đó. Cái người đó làm boss thì em cũng gồng lên em làm top luôn. Thì em có cũng hẹn bên đó đi khách sạn một lần luôn á. Nhưng mà gồng được cái lúc đó nó hoang mang lắm. Kiểu như sao sao ấy. Sao hoang mang cơ? Từ lúc trước giờ người ta che chở mình nhiều rồi, tính khi xong chuyện cái mình quay mình ôm người ta kiểu sao sao ấy. Cái kiểu như là mình là cả một bầu trời của người ta, kiểu cảm giác không thoải mái cho lắm. Là thích được che chở hơn. Che chở âu yếm hơn. Thích được âu yếm hơn. Cái vai trò em là boss, nhưng mà khi mà em yêu ai á thì cái tính cách của em thể hiện ra đều là tốt hết. Chỉ là cách xưng hô nó khác nhau và em và anh thôi. Đi ăn đi uống hoặc là làm những chuyện đó hoặc là cái gì đều em thể hiện vai trò là tốt hết. Vậy là boss sinh lý mà tốt tâm hồn. Anh có một câu hỏi cho Đạt nhé. Dạ. Tại sao em lại dễ siêu lòng trước người khác như vậy trong khi người ta đối xử đâu tốt với em đâu? Tại vì chắc là do em thiếu thốn tình cảm từ nhỏ anh. Khi mà người ta tiếp xúc với em tầm 1 ngày 2 ngày mà người ta thái độ người ta quan tâm mình nhiều á, em dễ bị ngã. Ý là em thiếu thốn tình cảm từ bố của em. Dạ đúng rồi. À. Và khi ba em đi thì ba em cũng đem tiền vàng đi hết, không có để lại một đồng nào cho mẹ con em. Thì lúc đó cũng rất là khó khăn cho gia đình của em, cũng khó khăn cho mẹ con của em á. Nên là em quyết định là nghỉ học và đi ra ngoài bươn trải luôn. Lúc rất là còn nhỏ, làm cả phụ quán và gia công và cắt xưởng may này kia luôn. Dạ, cho đến bây giờ.